kinh văn kỳ nhân diệt bất giác chi ma trước diệt ngôn tự đắc vô thượng niết bàn lai bỉ cầu du thiện nam tử xứ phu tòa thuyết pháp tự hình vô biến kỳ thính pháp giả hốt tự kiến thân tọa bảo liên hoa toàn thể hóa thành từ kim quang tụ nhất chúng thính nhân các các như thị đắc vị tằng hữu việt dịch Người ấy thật không biết bị ma gá vào còn tự nói rằng mình đã được vô thượng bồ đề. Ma đến nơi người mong cầu lãng du kia trải tòa thuyết pháp. Hình người giảng pháp thì không biến đổi, nhưng những người nghe pháp bỗng dưng thấy mình đang ngồi trên những tòa sen báu, toàn thân hóa thành khối vàng tía trói sáng. Mỗi người đang nghe pháp đều cảm thấy như vậy, cho rằng mình đạt được chuyện chưa từng có. Giảng Người ấy thật không biết bị ma gá vào Còn tự nói rằng mình đã được vô thượng bồ đề Tự tuyên bố mình đã đạt đến quả vị nhiệm màu của vô thượng Niết Bàn Khi ma đến nơi người mong cầu lãng du kia Đó là hành giả đã khởi vọng niệm Mong muốn thần thức mình thoát ra khỏi đỉnh đầu Rồi đi rong chơi đây đó ma trải tòa ngồi giảng pháp. Tự thân hình người giảng pháp thì không biến đổi. Trong đoạn kinh văn tôi đã giảng trước, thì thân thể của người bị gá vào biến thành tỳ khiu, tỳ khiu ni, đế thích, nữ cư sĩ hay vô số hình dạng khác. Nhưng trường hợp này thì thân người bị ma gá lại không biến đổi. Có nhiều loại ma khác nhau. Và các ông không nên xem những sự tình tầm thường thành ra thiện pháp. Nếu chuyện đó xảy ra mà các ông không nhận thức chính xác, thì ma sẽ gá vào ông ngay. Nhưng những người nghe pháp bỗng dưng thấy mình đã ngồi trên tòa sen báu, toàn thân hóa thành khối sắc vàng tía chói sáng. Thình lình mọi người thấy như mình đang ngồi trên tòa sen báu, và toàn thân mình hóa thành khối sắc vàng tía chói ngời mọi người đang nghe giảng Pháp đều cảm thấy như vậy cho rằng mình đạt được việc chưa từng có. Kinh văn Thị nhân ngu mê hoặc vi Bồ Tát, dâm dật kỳ tâm, phá Phật luật nghi, tiềm hành tham dục. Việc dịch Hành giả ngu mê lầm cho đó là Bồ Tát tâm hóa dâm dật, phá hủy luật nghi của Phật, nén làm chuyện tham dục giảng hành giả ngu mê lầm cho người ấy là bồ tát không những người này mà tất cả những người đang nghe giảng pháp đều rất u mê tâm họ trở nên nghi hoặc và nghĩ rằng ông ấy chắc hẳn là một vị bồ tát ông ta có thể làm cho mình ngồi trên tòa sen bằng bảy báu và biến thân mình thành khối sắc vàng tía chói ngời quý vị nên tự hỏi lại mình rằng mình thực sự có ngồi trên tòa sen và tỏa chiếu sắc vàng tía được chăng? Làm sao mà quý vị với thân tướng phàm phu mà lại có trạng thái như thế? Phải chăng đây là thiên ma đến để mê hoặc? Tại sao một vị Bồ Tát lại hiển bày cảnh giới như vậy? Vị Bồ Tát ấy gá vào nơi quý vị để làm gì? Tâm hóa dâm dật, Tâm của những người nghe nó giảng kinh Pháp trở nên dao động, bắt đầu sinh khỏi tâm dâm dục, phá hủy giới luật Phật chế. Họ không còn giữ gìn giới luật của Phật chế nữa. Quý vị đều phải nhớ, sau khi quý vị thọ nhận giới Pháp rồi, thì chớ nên bị lừa dối bởi những cảnh giới mê hoặc này. Ngay cả khi vị Pháp sư thi triển đại thần thông đi nữa, thì quý vị cũng phải quan sát ông ta cẩn thận, xem ông ta có tâm tham cầu hay không. Nếu ông ta tham tiền hoặc có tâm tham dục thì ông ta chẳng phải là người có tâm chân chính ông ta là kẻ giả mạo còn nếu người ấy không còn tâm dâm dục tham lam không có che giấu ý đồ bên trong thì ông ta là người chân chính Nếu ông ta là người hủy phá giới luật Phật chế thì đó là kẻ dối gạt lén nút làm chuyện dâm dục nó phóng túng dâm loạn một cách lén lút